cho Coffee Channel Desk. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyển tiền từ ngân hàng UFJ đến ngân hàng Vietcho bằng trụ ATM. Và để có thể chuyển khoản thì chúng ta cần 3 thông tin. Một là tên chi nhánh của người nhận, hai là số tài khoản của người nhận và ba là tên của người nhận. Tại giao diện chính, chúng ta sẽ chọn chuyển khoản Ofurikomi. Đây là cách tính phí chuyển khoản. Các bạn có thể dừng video để xem các khung giờ nha. Xem xong thì chúng ta chọn xác nhận, Kakunin. Xác nhận thêm một lần nữa. Sau đó các bạn sẽ cho thẻ ngân hàng vào. Chọn tiếp tục, Suzukeru. Tiếp tục thêm một lần nữa. Nhập mật khẩu. Chọn Furikomi Sakishite. Chọn ngân hàng mà các bạn muốn gửi. Mình muốn gửi đến ngân hàng Vietcho, mình sẽ chọn Vietcho. Tên chi nhánh của người nhận bắt đầu bằng chữ cái gì thì các bạn chọn chữ cái đó. Tên chi nhánh người nhận của mình là chữ Ha. Sau đó, hệ thống sẽ cho chúng ta một danh sách, một loạt tên chi nhánh bắt đầu bằng chữ Ha. Chi nhánh người nhận của mình là Hachi, John Hachi. Chọn chuyển khoản thường, Chữ. Nhập số tài khoản người nhận. Xác nhận, Kakunin. Nhập số tiền mà các bạn muốn gửi. Xác nhận, Kakunin. Kiểm tra xem đã đúng số tiền hay chưa. Chọn xác nhận, Kakunin. Hệ thống sẽ hỏi các bạn muốn chuyển hôm nay hay là ngày mai. Và hầu như ai cũng muốn nhận tiền liền rồi. Mình sẽ chọn ngày hôm nay, Honjitsu. Chọn xác nhận, Kakunin. Xác nhận tên người gửi. Nếu muốn chọn tên này thì chọn Hey. Nếu muốn đổi tên thì chọn Ie. Và tiếp theo là bước quan trọng nhất. Các bạn nên xác nhận lại thật kỹ thông tin người nhận, tên chi nhánh, số tài khoản, tên người nhận, tên người gửi, số tiền và dòng cuối cùng là tiền phí chuyển khoản. Sau khi đã chắc chắn 100% thì chúng ta chọn xác nhận, Kakunin. Chọn bên trái sẽ in tờ biên lai, hiển thị số dư tài khoản của bạn. Bên phải sẽ ẩn số dư tài khoản. Bạn có muốn lưu người nhận này cho những giao dịch sau không? Vậy là xong, chọn hoàn tất. Studio. Giờ thì nhận lại thẻ và biên lai thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.